Bác ngày xưa cái thời ông thơ đấy cũng có những cái cuộc giao lưu với các nhà văn, nhưng mà hiếm có được cái cảnh sắc như thế này lắm. Đấy. Thế và hôm nay nhá, bác cũng tiết lộ cho các cháu, có cái chính các cháu không biết đâu. Các cháu biết thầy Lương Đình Khoa không? Thầy Lương Đình Khoa là ai nhỉ? Cháu nào thầy đứng dậy giới thiệu cho bác nghe về thầy Lương Đình Khoa. Lương Đình Khoa thường lên thầy Trung Thành, họ quay ở trường, nhưng mà thầy cũng hay viết văn hoặc là thơ, cũng rất hay. Đúng rồi, chính xác rồi. Chuẩn rồi. Chuẩn nhá. Thầy Lương Đình Khoa là chụp ảnh giỏi này, truyền thông làm giỏi này, nhưng mà thầy còn là nhà thơ nữa đấy. Thầy không phải làm thơ đâu, thầy là nhà thơ, thầy là nhà văn. Và bác Khoa cách đây lâu lắm rồi, bác cũng là một trong những người cùng với bác Đình Hải nữa. Bác Đình Hải là tác giả của bài nào các con biết không? Gọi bạn này, trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Đấy, là bác và bác Đình Hải đã phát hiện ra thầy Khoa, đã chấm cái tác phẩm của thầy ấy. Hồi đó thầy cũng như là các em thế này, lớn hơn một tí. Đấy, thầy ấy đã có những tác phẩm dự thi, và hồi đó thầy ấy sinh hoạt ở một trong cái nhóm thơ gọi là thơ Hương Nhãn ở Hưng Yên, chắc là Hưng Yên đấy, và thầy viết đã rất là hay. Và hồi đó là bác đã cùng với bác Đình Hải đã trao cho thầy ấy cái số điểm cao nhất, giải nhất ấy, của cái cuộc thi từ ngày ấy. Đấy, các cháu hiểu không? Và bác Đình Hải lúc bây giờ là tổng biên tập của cái tạp chí văn học dành cho thiếu nhi, là tập Tuổi Xanh. Thế bây giờ thầy Khoa này là ở bên cạnh các cháu, thế là rất tốt. Và ở đây nếu các cháu mà thành lập một cái nhóm yêu văn học thì thầy Khoa sẽ đồng hành cùng với các cháu. Đấy, sẽ đọc cho các cháu, góp ý cho các cháu để nâng cao cái chất lượng. Thậm chí là thầy có thể là sẽ hướng dẫn các cháu viết nữa. Đấy, cái đó rất cần thiết. Chứ ngày xưa cái hồi mà bác làm thơ ấy, các cháu hiểu không? Là bác không có ai hướng dẫn cả đâu. Bác có một ông anh cũng làm thơ, nhà thơ Trần Nhân Minh. Nhưng hồi đó bác Minh là ở Quảng Ninh cơ, còn bác là ở Hải Dương. Và mãi 6-7 tháng thì bác Minh mới về một lần. Đấy. Thế và hồi đó là vì bác Khoa này có một ông anh làm thơ, cho nên người ta không tin bác Khoa làm được thơ. Người ta bảo rằng là đây là ông anh gà, ông anh làm hộ. Thì ra rất nhiều người đến nhà bác yêu cầu bác phải làm thơ. Cứ chỉ ra cái vườn, cháu làm thơ cái vườn đi. Thế là bác này viết bài Vườn Em. Vườn Em có một luống khoai, viết rất là nôm na nhá, có hàng chuối mật với hai bụi cải, đúng thế. Em trồng thêm một cây na, lá xanh vẫy gió như là cỏ chim. Những đêm lấp ló trăng lên, vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa. Và lúc ấy bí lắm rồi, muốn kết thúc. Cho là thôi, em nhìn vẫn thấy cây na, lá xanh vẫy gió như là quả chim. À, bên trên quả chim thì bây giờ là lá xanh vẫy gió như là quả trăng. Vì đêm mà, trước là cho nó quả chim, bây giờ cho nó quả trăng. Thế là kết thúc bài thơ. Đấy nha, một bác này, chỉ cái cây cau, thế này có bài cây cau. Chỉ cây dừa, thế này bác này có bài cây dừa. Đấy, bài cây dừa bác viết được kiểu. Và cái con chó nhà bác nào sau một trận bom nó bỏ đi mất, mà bác thì cực kỳ yêu con chó ấy. Nó khôn vô cùng các cháu ấy. Và nó là người bạn, có thể nó là bạn thân nhất của bác con. Và bác đi đâu nó không lúc cũng nó đi theo bác ở đấy. Và hồi đó nha các cháu biết không, mẹ bác ấy có món gì ngon
thì mình đều xẻ ra cho vào cái liếc ra lươn đấy, xong là bảo bác mang cho bà ngoại. Bà ngoại thì ở với cậu cách nhà bác một cánh đồng, phải đi qua một bãi tha ma. Các cháu biết bãi tha ma là cái gì không? Chỗ chôn người chết ấy, ừ, như trang nên là đêm đi qua cái bãi tha ma sợ lắm. Thế nhưng mà có con chó cứ lẹ nó theo bác, bác lại không sợ nữa. Và có những lần nhá, cái con chó nó khôn vô cùng, các cháu biết không? Thế là một cái đêm mà mưa dầm gió bấc thì con chó là cứ chui vào trong gầm giường, nó cứ sủa trong gầm giường, sủa rất gấp gáp. Cái mẹ chú giật mình, mẹ bác giật mình, tưởng hay nó có trộm, nó chui vào trong gầm giường. Mẹ bác bật cái que diêm để các cháu biết có chuyện gì không? Có chuyện gì ở trong gầm giường không? Có con chó. À, con chó nó rõ ràng rồi. Chó nó chó mồm vào trong gầm giường nó sủa. Nhưng mà có biết cái gì ở trong gầm giường không? Con rắn. Một con rắn. Một con rắn mà rắn độc nhá. Rắn ấy mà đêm mà rắn phải nó cắn một cái là thôi chết luôn đấy. Đấy, chết luôn đấy. Thế thì đấy, nó chó vào đấy. Sau đó cái con chó nhà bác nó ngoạm cái con rắn, nó quật bên phải, quật bên trái. Một lúc sau con rắn nó lả ra, chết. Thế là con chó trở thành ân nhân của cả gia đình. Kinh khủng không? Thế và sau đó các cháu biết không? Một trận bom nó bỏ đi mất. Nhà bác buồn lắm. Buồn như con tan. Thế là đúng lúc ấy bác Lê Hào đến. Bác bảo thôi cháu làm thơ, chó mất đi. Em bác đưa ra cuốn sổ công tác. Thế là bác viết luôn vào trong cuốn sổ của bác ấy. Mất chó. Đấy, lại như thế. Mất chó. Đấy. Tao đi học về nhà. Là mày chạy sổ ra. Đầu tiên mày vốn dít. Cái đuôi mừng quay tím. Rồi mẹ lắp cái đầu. Khịt khịt mũi rung râu. Rồi mày nhún chân sau. Chân trước trồn mẹ bắt. Bắt tay tao rất chặt. Thế là mày tất bật. Đưa vội tao vào nhà. Dù tao đi đâu xa. Cũng nhớ mày lắm đấy. Hôm nay tao bỗng thấy cái cổng rộng thế này. Đây là câu rất là hay nhé. Cái cổng bài này hay nhất là câu này. Cái cổng rộng thế này. Vì sao cái cổng nó rộng nhỉ? Vì không thấy bóng mày nằm chờ tao trước cửa. Không nghe tiếng mày sủa như buổi trưa nào. Không thấy mày đón tao. Cái đuôi mừng ngoé tít. Cái mũi đen khịt khịt. Mày không bắt tay tao, tay tao buồn làm sao? Sao không về hả chó? Nghe bom thằng Mỹ nổ. Mày thoạt đầu bác biết là mày sợ chạy đi đâu. Nhưng sau đó bác biết là cái gì mày sợ thằng Mỹ. Thế là bác mày sửa lại. Mày bỏ chạy đi đâu? Tao chờ mày đã lâu, cơm phần mày đến cửa. Sao không về hả chó? Tao nhớ mày lắm đó. Chó ơi này chó ơi. Đấy. Trong bên dưới bác lại còn đề. Bác lại còn đề là gì? Kỷ niệm ngày mất chó mùng 3 tháng 4 năm 1967. Có ai nên đi kỷ niệm ngày mất chó bây giờ? Đúng không? Thế thì các cháu biết không? Sau khi bài bác viết chỉ có thế không? Nhưng mà sau khi bác viết xong thì bác thấy cái chữ mất chó nó thô quá. Thế bác rút một câu lên để làm tên. Bác xóa chữ mất chó đi. Thành là sao không về hả chó? Đấy, một câu thơ mà sao không về hả chó. Sau đó thì bác Lê Hào, bác ấy xui bác ông Lê Hào thì hồi đó ông ấy cao tuổi tóc bạc rồi, xui bác chép lại bài thơ này cho báo Văn Nghệ. Thế bác chép lại nguyên si như thế. Thế nhưng mà đến khi lên trên báo Văn Nghệ thì cái bác biên tập ấy, bác mình chữa cho bác một câu rất là hay. Sao không về hả chó thì bác chữa thì gì? Sao không về vàng ơi? Và câu cuối là gì? Tao nhớ mẹ lắm đó. Chó ơi là chó ơi. Thì bác chữa thành vàng ơi là vàng ơi. Các cháu thấy hay không? Đấy. Vì sao hay nhỉ? Tên là vàng đúng không? Ừ. Nhưng mà thực ra thế này này. Nó vừa là quý nữa cả. Đúng không? Chó như là cục vàng ấy, đấy như là một khối vàng ấy,
tao nhớ mẹ lắm đó, vàng ơi, và thêm nữa, vàng ơi là vàng ơi là gì? Là thành tiếng khóc của các cháu ăn. Khóc rồi, đây này nhớ bạn, bài thơ này tặng bạn này chứ. Tao và mày là cách gọi xưng hô rất thân thiết đúng không? Tao nhớ mày lắm đó, vàng ơi là vàng ơi, thế là thành tiếng khóc. Khóc nhớ bạn, khóc bạn, mình được gọi là tao nhớ mày lắm đó, chó ơi là chó ơi thì có được không? Đấy thì lại không ổn đúng không? Thế vàng ơi là vàng ơi hay hẳn đúng không? Thế nhưng hồi đó bác không thể viết được chữ vàng ơi là vàng ơi, mặc dù câu ấy không phải là cao siêu gì cả. Đây nếu thầy khoa mà ấy thì thầy sẽ biết ngay là viết cái câu ấy không phải là cao siêu, nhưng mà hồi đó bác không thể viết nổi cái câu ấy. Không phải vì là bác kém đâu, mà là vì con chó nhà bác này là chó đen, nó không phải là chó vàng, nó chả có một tí nào vàng cả. Chúng thầy thực tế con chó đen kịt từ đầu đến chân, chó đen đấy, thế cho nên là bác không thể biết được là vàng ơi là vàng ơi, cái chó mới có phải chó vàng đó, chó đen đấy chứ. Thế nhưng mà sau đó này bác lại thấy gì, à hóa ra vàng nó lại hay hơn là đen đấy. Mặc dù vàng thì gì không có thật đúng không, không có thật. Thế là bác lại rút ra được một bài học nhá, bác toàn mày mò thôi, tí nữa bác sẽ bày cho các cháu con đường ngắn nhất, chỉ mấy chục phút thôi, bác sẽ hướng dẫn các cháu làm thơ rất đơn giản, các cháu biết được ngay. Và nếu như sau này bác cũng không tin là sau này các cháu đều trở thành nhà thơ, không nên đúng không? Ai trở thành nhà thơ là đói dài đấy đúng không? Phải trở thành bác sĩ đấy, như là bác sĩ bác ngồi dưới kia kìa, bác cái là mổ thần kinh đấy, mổ đầu này này ghê lắm đấy, bác ngồi lặn lẽ cái kia, nhưng mà chúng mình bây giờ là đau đi xe mà không may bị tai nạn là bác ấy mổ cho cái là xong ngay đấy. Thầy các cháu phải làm bác sĩ, phải làm kỹ sư, phải làm nhiều nghề chứ không nhất thiết làm thơ đúng không? Nhưng mà khi các cháu hiểu thơ rồi thì ai đọc thơ cái các cháu biết ngay bài thơ có hay hay không, có đúng là thơ hay không, trong vòng mấy phút là các cháu có thể xác định được ngay đấy. Cho nên là các cháu cần biết là vì như thế thôi đúng không? Thế thì từ đấy bác mới nhận ra rằng là hóa ra thơ ca là thế, là không phải thấy gì ghi lấy, các cháu hiểu không? Mà vấn đề là phải nói cái nó không có nhưng nó cần phải có. Và đấy người ta gọi là gì? Là gì các cháu biết không? Là hư cấu không, không phải nhân hóa. Nhân hóa là biến những vật vô tri vô giác trở thành như là con người, cháu hiểu không? Còn đây không phải, đây là hư cấu. Hư cấu tức là gì? Người ta dựng lên thành chuyện, bịa ra, nhưng làm sao nó hợp lý, nó lại thật hơn cả sự thật nữa các. Đấy, thì đấy mới gọi là hư cấu. Ông Lỗ Tấn là một nhà văn rất nổi tiếng của Trung Quốc. Ông ấy hỏi ông là kinh nghiệm viết văn của ông như thế nào. Thế ông bảo như thế này này, tôi lấy cái mắt của người Bắc Kinh, tôi lấy cái mũi của người Thẩm Quyến, tôi đã lấy cái miệng của cái người ở tại Trường Giang, rồi là tôi đã lấy cái thân hình của một cái người ở Tứ Xuyên, xong tôi ghép lại thành một người. Đấy là nhân vật của ông ấy. Thế thì mình chọn những cái gì hay nhất, rồi mình ghép lại để thành một nhân vật. Nhân vật nó có mỗi người một tí. Đấy, cháu hiểu không? Nó có mỗi nơi một tí, nhưng mà nó đẹp hơn bất cứ ở nơi nào, hoặc là nó sâu sắc hơn bất cứ ở nơi nào. Đấy, thì cái đó người ta gọi là hư cấu. Hư cấu nói như cùng với công an là bịa, nhưng mà bịa như thật thì đấy là hư cấu. Đấy, các cháu hiểu không? Đấy là bịa như thật. Thế là từ đấy bác bắt đầu bịa. Đấy. Thế là bác bắt đầu bịa. Có hai câu thơ mà ai cũng khen bác ngoan. Thậm chí bác Tô Hữu còn bảo đấy là câu thơ thần bút cơ. Bác cái khen, đấy là khen kinh hoàng. Đấy là câu thơ bác tả Côn Sơn. Hồi đó là bác đến Côn Sơn năm bác học lớp 4. Năm bác học lớp 4 thì bác đến Côn Sơn. Hồi đó mưa lạnh lắm.
Thế cho nên là sư cụ cho ngủ ở trong chùa, ngủ ngay dưới chân tượng, mà đêm dưới chân tượng nhìn mắt tượng nước la nước lánh rõ ghê rồi. Bác này bé thì ra là hoạt đầu nằm ở bên ngoài, cho nên là rất là hãi đấy. Thế thì hồi đó để tả một cái đêm nó tĩnh lặng thì bác có câu thơ: ngoài thềm rơi cái lá đa, chứ nó ngoài thềm rụng cái lá đa thì nào đấy nhá, chứ rụng nó lớn quá. Ngoài thềm rơi cái lá đa nhẹ hơn, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Thì cái bài này ấy, nó hay là chữ mỏng, các cháu hiểu không? Chứ nếu tiếng rơi rất nhẹ thì người ta quên ngay, vì đấy không phải là sáng tạo, các cháu hiểu không? Tiếng rơi rất nhẹ là lười đấy. Và nếu thế đấy không phải là nhà thơ không biết thế. Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng, hay là hay ở chữ mỏng. Và chữ mỏng thì bác đã đánh cháo cái cảm giác rồi, đúng không? Mỏng là nhìn chứ, đúng không? Chứ cái âm thanh này không thể mỏng được. Đấy, cũng như bác biết là gì đấy? Cái gì? Tiếng chuông ngàn tuổi tỏ mờ trong mây. Đấy, cái gì đấy? Thì là thành xưa đổ bóng vào trời. Đổ bóng xuống đất chứ, nhưng đây đổ bóng vào trời, khói sương lãng đãng một thời đã xa. Tháng năm lừng lững đi qua, tháng năm là cái nó cứ lặng lẽ nó đi đằng này, lừng lững đi qua như mình nhìn thấy đấy. Chỉ còn mấy đỉnh tháp già ngẩn ngơ, chiều buông ngọt khói hoang sơ, và tiếng chuông ngàn tuổi tỏ mờ trong mây. Đấy nhá. Chứ nếu viết được cái tháp chuông ngàn tuổi tỏ mờ trong mây là bình thường, đúng không? Ai cũng viết được. Đấy không phải là nhà thơ, và đấy là không nhìn thấy tài năng, cháu hiểu không? Đấy, đấy là nhà thơ là phải viết là tiếng chuông ngàn tuổi này tỏ mờ trong mây. Thì đấy là như vậy. Đánh cháo cái khái niệm đi. Thì cái câu này cũng thế. Bác cũng viết là tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Đây là lấy cái đốc của cái lá đa dung để tả cái tĩnh của ngôi chùa. Và cái này thì không mới, cháu hiểu không? Đây chính là phương pháp cô giáo dạy ở trên lớp. Hồi đó bác có cái giờ là giờ tập đàn văn miệng. Không biết bây giờ các cháu có cái bài học hay không. Nhưng ngày xưa bọn bác là có cái giờ học con là tập làm văn miệng, tức là không viết, phát biểu tại lớp, cô giáo cho điểm. Cái đề ra là gì các cháu biết không? Em hãy tả sân trường vào giờ học. Thì các cháu biết sân trường nó sinh động là giờ gì? Giờ ra chơi, đúng không? Sân trường mà giờ học thì nó vắng quạnh, có ai ở đấy đâu, đúng không? Thế thì vấn đề là phải tả cái sân như nó vắng. Nó vắng như thế nào? Thì một bạn, em thưa cô, đấy nhá, em nghe thấy tiếng lá phi lao rơi trên mái ngói. À, em nghe tiếng lá bàng rơi trên mái ngói. Cô cho 7 điểm. Nhưng mà cháu ạ, cái lá bàng nó to bằng cái quạt. Nó rơi thì ai chẳng nghe thấy. Châu còn nghe được mà, đúng không? Thế thì em nghe tiếng lá bàng rơi trên mái ngói, cô cho 7 điểm. Như bạn thứ hai siêu hơn. Thưa cô, em nghe cái lá phi lao bay ở ngoài yên. Thế nhưng cái lá phi lao mà lá nó bé bao nhiêu các cháu biết không? Nó bằng cái thăm, nó như cái kim ấy, mà nó chưa rơi xuống nhá, nó mới bay lập liễng trên không thế này. Mà bạn đã nghe thấy rồi, tai như tai của một con rơi. Thế nhưng cô cho 9 điểm. Còn bạn thứ ba siêu hơn nữa cơ. Cô hết điểm để cho rồi. Thưa cô, em nghe thấy tiếng con ruồi cái đập cánh trên không khí. Thế nhưng nó biết được cả ruồi cái người đực nữa cơ. Đấy, thế thì bác học các bạn này. Bác học các bạn này để bác tả cái câu thơ đó. Đấy, đúng không? Thế thì hồi đó là bác cứ thêm mày mò thôi. Cứ thêm mày mò.
Thoạt đầu là bác đọc bài thơ, sau đó là bác rũ cái bài thơ đó ra để bác xem nó vần với nhau như thế nào, để bác học, bác làm theo. Đấy, các cháu hiểu không? Và đây bác muốn nói với các cháu thế này này, là các cháu bây giờ hạnh phúc hơn bác rất nhiều, vì chương trình sách giáo khoa của các cháu bây giờ rất hay. Đấy là như vậy. Và bác nói thật với các cháu này, bác tiết lộ rất thật. Người ta bảo Trần Đăng Khoa giỏi lắm, Trần Đăng Khoa là thần đồng, Trần Đăng Khoa 7 tuổi, 8 tuổi đã là tác giả của một tập thơ, vân 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 vân, và làm thơ rất nhanh. Ai bao nhiêu người cứ đến và chỉ một cái là bác làm thơ ngay tại chỗ luôn, cực kỳ nhanh, vì bác chỉ có đọc sách thôi. Người ta bảo bác quan giỏi lắm, nhưng bác cũng thật, chả giỏi gì cả, cậu rất xoàng, vớ vẩn, nhưng cậu chỉ có một bí kíp thôi. Bác nhất lộ ngay cho các cháu, bí kíp của cậu Khoa là gì? Đọc sách. Đó là đọc sách, đúng rồi, cháu cực kỳ thông minh. Cháu thông minh đấy, đọc sách. Bác chỉ có chịu khó đọc sách. Cái gần 8 tuổi bác đã đọc đến hàng trăm cuốn sách rồi. Ở đây cháu nào đọc trăm cuốn rồi? Giơ tay cho bác xem. À, thế nó cũng khá đấy. Đấy, bác lớp 4 bác đọc đến hàng mấy trăm cuốn rồi. Cấp 2 bằng tuổi các cháu bây giờ bác đọc đến 1000 cuốn sách rồi. Và bác thuộc cả chữ Kiều. Thế thành ra ai đến mà làm thơ ấy, cứ bảo bác làm thơ đấy, mà làm thơ và thế thì xúc cảm thế nào, bác nói thật bác chả có xúc cảm gì đấy, bác xa lạ với xúc cảm, cứ viết thôi. Bây giờ phải biến mình trở thành một cây viết chuyên nghiệp, là không đợi xúc cảm, cứ viết rồi xúc cảm nó sẽ đến. Chứ nếu bảo không có xúc cảm thì không đúng, nhưng cứ viết đã rồi xúc cảm nó sẽ đến đấy. Và bác kinh nghiệm là như thế, cứ viết đấy. Thế cho có một bác thì chỉ một cái bức tranh, mà là cháu hay làm thơ đi, cháu hay vinh cái bức tranh này, bác còn không hiểu vinh là thế nào không? Xong bác bảo vinh nghĩa là cháu tả lại bằng thơ, nên thế thì dễ. Thế là bác lại nhớ đến cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều, chỗ cái tả cô Thúy Vân rất đẹp. Đấy, Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường mở ra. Nhưng mà cô ấy kết luận Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lạc là thần hơn. Đấy, cô ấy tả Thúy Vân rất đẹp, nhưng cô ấy kết luận là cô Kiều mới là đẹp hơn. Thế là bác cũng tả hoa rất đẹp, sau đó bác kết luận bà cụ đẹp hơn hoa. Đấy, thế là xong rồi, đúng không? Thế là xong ngay lập tức có bài thơ luôn. Ba cô tròn tuổi 20, cái câu rất là nồng nàn mạnh khỏe nhá. Hái hoa hái cả nụ cười lung linh, hoa bừng rạng ánh bình minh, gió lên hoa lại rung rinh khoe màu. Và bác kết luận dù hoa có đẹp đến đâu vẫn không bằng cái áo màu bà cô. Thế là mọi người thích lắm. Bác rượu ôi dồi ôi, sao cái thằng này nó bé con nhưng mà nó đã biết làm thơ ve gái rồi. Thực ra thì bác đâu có làm thơ ve gái, bác là bác học cùng Nguyễn Du thôi, đúng không? Đấy, cho nên bác chỉ có khuyên các cháu mỗi một điều, chịu khó đọc sách có thêm một, đúng không? Các cháu cứ chịu khó đọc sách đấy, đọc của bác Khoa, đọc của thầy Khoa kia đấy, và đọc tất cả các loại sách nữa, thì sách sẽ dạy các cháu khôn. Cụ Đỗ Phủ có một câu rất hay là đọc sách vỡ muôn quyển thì hạ bút như có thần. Các cháu hiểu không? Để hạ bút như có thần ấy thì phải đọc hàng nghìn cuốn sách rồi. Đấy là như vậy. Thế và cô Lenin nói câu gì các cháu nhớ không? Ai nhớ câu nói của Lenin về học nào? Mời con. Học nữ không học mãi. Ừ, đúng rồi. Chuẩn. Con tên gì nhỉ? Con tên là Phan Anh Thư, lớp 3A3. Đấy, lớp 3 mà đã biết câu nói của Lenin. Giỏi quá. Các bạn vỗ tay. Quá giỏi. Nguyên bằng tiếng Nga Uchisa, Uchisa, Uchisa của Lenin đấy.
đấy, học học nữa và học mãi. Đấy, học mãi là học ở đâu nhỉ? Học ở đâu? Học trong sách, đúng rồi, chuẩn vô cùng, đúng không? Vì mình học 12 năm là hết chương trình phổ thông, đúng không? 4 năm là mình xong đại học, 3 năm nữa mình xong tiến sĩ. Thế mình khoảng ngoài 20 năm là mình hết rồi. Thế nhưng mà vẫn học nữa, đấy là học ở trong sách. Và sách chính là người thầy vô tận dạy mình. Người thầy quỳ chung luôn luôn dạy mình khôn, đúng không? Người ta khôn là nhờ đọc sách. Đấy là như vậy. Và bác cũng thế thôi, bác chỉ nhờ có đọc sách thôi. Cho năm lớp 2 là bác đã làm tư vấn cho các anh các chị yêu nhau rồi cơ. Đấy, lớp 2 thôi. Lớp 5 bằng các cháu bác đã viết tiểu thuyết rồi. Mà tiểu thuyết là mở đầu là bằng cái chân tả một bà trẻ. Đấy nhá. Mà mở đầu của tiểu thuyết là làm thân đàn bà con gái, ai chả một lần bước lên cái bàn đẻ. Người ta đẻ đã thành đã bình thường, đến nỗi chả ai còn để ý đến nữa. Vậy mà đến khi bà tú đấu lên bàn đẻ thì là ầm ĩ khắp cả làng trên xóm dưới lên. Đấy, thế là bác đã tả một cái trận đẻ rồi. Đấy, và hồi đó là bác đã học lớp 5 thôi. Học lớp 5 thôi, đấy là như vậy. Và bác chỉ có đọc sách. Đấy, bác chỉ có đọc sách. Thì đấy là như vậy. Thế mà đấy, một tí thế để các cháu biết bác Khoa là như thế nào, đúng không? Thế còn bây giờ các cháu có thể gọi là bác Khoa, có thể gọi là ông Khoa, hoặc có thể gọi là cái gì cũng được nhá. Vì là khi bác đến với Văn Chương từ khi còn nhỏ, bằng tuổi các cháu và bé hơn nữa, cho nên là có nhiều chị khi mà truyền hình chưa phát triển ấy, chưa biết bác Khoa, cứ tưởng chẳng qua là bé lắm. Trong có chị học lớp 9 ấy, viết thư cho bác Khoa mà để gọi là em Khoa thân mến cả. Xong là kết nghĩa chị em thắm thiết cả. Xong đó là còn sau đây chị dặn em mấy lời. Đấy, dặn em cả. Và dặn cái gì? Điều thứ nhất, em phải chịu khó tập thể dục cho người phát triển thôi. Điều thứ hai, em phải là con ngoan ba má, cháu ngoan ba hộ. Điều thứ ba, em phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Thế và bác đã trả lời là em ghi nhớ những lời căn dặn của chị. Xong đến dịp mà bác đi công tác Sài Gòn, bác kẽ cửa, chị bác gõ cửa thì cô ra mở cửa. Và mặc dù học lớp 9 nhưng cao hơn bác Khoa. Bác thổ răng đùn tè, nhưng mà cô ấy cao lắm. Mà hai chị em đi với nhau thì các cháu hình dung là nó sinh động vô cùng. Nó giống như cái cây cau với một cái chung nước ấy. Đấy, như thế. Và câu đầu tiên ra thơ bác tìm ai? Không, em đến thăm chị thì làm gì có bác cháu nào. Thế là chị ủ té chạy vào trong nhà. Đấy. Thế vào hôm nay các cháu, nếu cháu nào có thể kết nghĩa chị em thắm thiết với bác cũng được, đúng không? Các cháu có thể gọi là bác Khoa ơi, anh Khoa ơi, lão Khoa ơi, ông cũng Khoa ơi, hoặc là em Khoa ơi cũng được nhá. Thế thì chúng ta sẽ rất là thoải mái. Các cháu cứ đưa ra những câu hỏi cho bác Khoa, câu nào mà bác ấy thì bác trả lời, nếu không thì thầy Khoa sẽ thay bác trả lời. Thầy Khoa đừng tuyệt vời đấy nhá. Thế và rồi là thầy Minh nữa. Thầy Minh đây là một họa sĩ rất tài và đặc biệt rất đẹp trai. Đấy, đấy, thế thì là rất thoải mái nhá. Thôi bây giờ các cháu hỏi thế nào. Nhưng mà trong đám tang đấy, những người đưa tang là ai? Đó, câu hỏi đây là tại sao đám tang của nhà bác Jun đấy, những người đưa tang không phải là Jun mẹ, Jun con, Jun cháu, Jun chít, mà là nhà bác Kiến. Vậy bác có thể là trả lời cái thắc mắc đấy của bạn không ạ? Rồi, rất thú vị. À, vì đấy là xuất phát từ một cảnh thật. Bác nhìn thấy có một con Jun chết. Jun chết nhưng mà thực ra không phải vì là đào đất đâu, mà là vì sắp sửa mưa. Thế là nó xót quá, cái đợt mưa đầu tiên thế này, nó xót quá, thế là con Jun bò lên, con Jun chết, nó bò lên và trên mặt đất, và sau đó nó không tìm được lối để về tổ nữa, nó chết. Thế là một đàn kiến đi,
đưa con run nó đi. Thực ra là nó đưa đi để làm gì nhỉ? Nó mang về nó chén đấy, chứ không phải nó đưa tang đâu. Thế nhưng mà bác lại nhìn ra thành một đám ma đấy nhá. Thế thành một đám ma, thế thì đám ma thì chỉ là kiến nó đưa thôi, chứ không có run nào để kéo được run cả. Các cháu hiểu không? Thế thì trước hết là vì sao để bác biết được các loại kiến? Đấy là nhờ đọc sách của ông Tô Hoài. Vì trong Dế Mèn Thư Ký đấy, ông có kể cái đoạn gọi là nhật ký của Dế Mèn đấy. Thì ông Tô Hoài ông kể ra hàng loạt các loại kiến. Kiến đen này, kiến cánh này, kiến lửa này, kiến cạn này, kiến kim này, kiến bóng này. Đấy. Ừ, đầy đủ các loại kiến. Thế xong cái việc thứ hai, kiến gió. Xong đó việc thứ hai là thế này này. Bác nhờ bạn bè của bác. Hồi đó các bạn của bác là trong một cái tổ thơ gọi là Chim Hoàng Bi. Chim Hoàng Bi là tên của cái chuyện ngắn của ông Andersen ấy. Đấy, Andersen có cái chuyện ngắn Chim Hoàng Bi. Thế bọn bác có một cái tổ thơ là tổ Chim Hoàng Bi. Bọn bác cứ viết được bản thơ nào này đọc cho các bạn nghe. Đấy nhá. Thế thì bác nhờ các bạn trong tổ thơ đi bắt tất cả các loài kiến. Các cháu thấy không? Rất kỳ công. Bác mướn cái lọ chè của bố bác, xong là để cho các bạn đi bắt các loại kiến. Phải rất công phu mới bắt được tất cả các loại kiến. Kiến cánh là như thế nào? Kiến cánh hóa ra nó bé tí, nhưng kiến cánh nó rất dài như thế này. Nó phủ hết cả người nó. Đấy. Thế thì bác cho nó đóng vai, bác xem tất cả các loại kiến. Thế sau đó thì là hồi đó bác còn chơi cái trò mà nó đấu kiến cơ, tức là cho kiến nó đánh nhau. Các cháu hiểu không? Thế ví dụ như là phải cho nó uống rượu, nhưng thực ra kiến nó không uống rượu đâu, chỉ lấy hai cái con kiến đen đấy. Đấy, xong là vo nhẹ vào nhau thế này, xong thả ra thế là nó lại nhậu luôn. Đấy, thế là và cái con kiến đen đấy, thì sau khi bác vo thế này này, cái tay bác nó cay sắc này, nó đưa thế này mà cay sắc hơi luôn đấy, và cay sắc mũi luôn đấy. Thì bác cho nó uống rượu. Đấy. Kiến cánh thì các cháu xem là trong đám tang ấy, có một cái người coi như là con cái ấy, thì bao giờ cũng đeo cái áo tang phủ suốt từ đầu này xuống tận chân này, bằng cái vải màng. Thế bác cho nó giống y hệt như con kiến cánh ấy. Kiến càn là con kiến nặng nhất. Đấy, thế cho nó đi khiêng. Thế còn con kiến gió là cho nó đóng vai trẻ con. Vì trong cái đám tang này bao giờ trẻ con lăng xăng, trẻ con cứ chạy lên trước cái này. Xong này là nhờ mấy ông thợ kèn, chờ mấy ông thợ kèn hói e đến cái, xong nó lại chạy té lên trước cái này, thì cho nó làm đóng vai trẻ con. Đấy, con kiến gió, vì con kiến gió bây giờ các cháu chỉ cần thả một tí đường là nó đến bù đầy luôn. Kiến gió rất nhanh, nó chạy rất nhanh, mà dù nó bé tí, bé nhất là con kiến gió. Thế là sau đó nó phân công xong thì bắt đầu bác mới biết đó. Bác run đào đất suốt ngày, trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà. Họ hàng nhà kiến kéo ra, kiến con đi trước, kiến già kéo sau, cầm hương kiến đất bạc đầu. Vì kiến đất là cái con kiến mà đầu nó bạc ơi đấy, đầu bạc ơi, và nó cũng giống như là cái que hương cháy ấy. Nó có cái tàn ở bên trên này. Cầm hương kiến đất bằng đầu, khóc than kiến cánh bắt màu áo tang, kiến lửa đốt đuốc đỏ vàng, kiến kim trông vậy. À, cái con kiến kim là nó có cái kim ở trên miệng xuống này, đặt xuống mà nhìn đằng trước này không thấy đâu, phải ghé sát vào mắt thế này nhìn là thấy nó đi cứ khúc khạc khúc khiếc này, và vướng cái kim ở trên miệng nó xuống này như là người trông gậy ấy. Trông gậy kiến càng nặng vai, đám ma đưa đến là dài qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cải, kiến đen uống rượu la đà, bao nhiêu kiến gió bay ra trên phần. Thì kiến đen uống rượu la đà, bao nhiêu kiến gió bay ra trên phần là lấy ở trong ca dao có thế. Con cò mắc cò mà chết đấy. Đấy thì xong đó là cũng như thế đấy, cũng là có cái cảnh cả uống rượu la đà đấy. Còn bao nhiêu con cua trong lỗ để bỏ ra trên phần đấy, là lấy từ trong các giảng đấy các bạn nhá. Các cháu ngồi trước bác, những thiên thần ấu thơ
gần nhau trong gang tấc mà xa xăm mịt mờ. Gần nhau là vì bác cháu mình đưa tay ra là nắm được tay nhau, đúng không? Đưa tay thế này là nắm được tay nhau này, đúng không? Nhưng mà gần nhau trong gang tấc mà lại xa xăm mịt mờ. Vì sao xa nhỉ? Vì các cháu ngày mỗi trẻ, còn bác ngày mỗi già. Chao ôi thời thơ ấu đã xa, càng thêm xa, đúng không? Bây giờ bác có đi mãi, leo mãi cái tuổi thơ ấu giờ giống như cái ngọn núi ấy, mà bác qua, các cháu đang tròn von trên đỉnh núi ấy, nhưng bác qua thì muôn năm không bao giờ tới được cái đỉnh ấy nữa. Vì năm nay bác đã 63, 64 rồi. Chao ôi thời thơ ấu đã xa, càng thêm xa. Muốn bạn cùng các cháu xin thi vào trường ta. Bây giờ bác Khoa xin vào thi vào trường Ban Mai có được không? Được. Cháu nào bảo được? Rất nhiều người ủng hộ bác Khoa. Kinh nhỉ? Các cháu đúng là tấm lòng mênh mông, nhân ái, đúng không? Nhưng cháu bảo rất khoát không được. Cháu nào bảo bác Khoa rất khoát không vào được trường Ban Mai? Cháu nào nào? Nào, và cháu nào có ý kiến khác? Nào, con lên hẳn trên này nào. Con lên đây. Thầy xuống. Thầy xuống này. Đây. Con tên gì? Rất xinh nhá. Gia Ni, đúng không? Rất xinh, đúng không? Vì sao bác Khoa muôn năm không vào được trường Ban Mai? Nào. Thưa bác là tại vì thời thơ ấu của bác đã qua đi, bây giờ bác già bác không còn cơ hội vào được. Chuẩn. Tuyệt vời, đúng không? Tuyệt vời. Này, xin chúc mừng các cô giáo nhé, xin chúc mừng cô Tương này, các cô giáo nhé, là các cô có một đội ngũ các cháu tuyệt vời, thông minh đấy, đúng thế. Tuổi thơ của bác đi qua rồi, bác không thể nào trở lại đây được nữa, đúng không? Cảm ơn con rất nhiều. Muôn năm bác Khoa sẽ trượt ngay từ vòng gửi xe, đúng không? Không thể vào được học sinh ở đây vì không có cô giáo nào định nhận một học trò 63 tuổi cả, đúng không? Hả? Bác đã giỏi rồi chứ, giỏi rồi vẫn phải học nữa. Ví dụ như bác vào đây bác phải học tiếng Anh chứ, bác chỉ biết mỗi tiếng Nga thôi, tiếng Anh là bác zero, bác phải học các con. Thế nhưng vào đây bây giờ làm sao mà bác đi được vào đây, đúng không? Thế cho nên muốn bạn cùng các cháu xin thi vào trường ta, chỉ sợ cháu bảo không chơi với lão già. Đấy, đấy là bài thơ bác tặng các con đấy nhá. Đấy. Thế thì bây giờ thế này nhá. À, đúng rồi, thông minh nhỉ? Ừ, đấy, này này, con lên đây. Một sát kiếm, mở cái cửa cho lão Khoa chui vào trường này. À, thông minh không? Đây là một ý kiến để mở cửa cho bác Khoa vào trường. Mở cửa cho bác Khoa vào trường. Bác ngày xưa các cháu biết không? Ba người mới được phát chung một cuốn sách lão Khoa. Thế là một bạn ở giữa mở sách ra thế này, hai bạn ở bên thì là ghé sang nhìn ghé bạn, nhưng vì toàn nhìn nghiêng thế này thôi, thành ra mắt lác hết. Cái cô bạn ấy đẹp lắm nhưng chỉ một cô lắc mắt thôi. Và bác đã có bài thơ tặng cô bạn ấy. Đấy, ôi bạn tôi đẹp quá, nhìn được những hai nơi, nhìn tôi chỉ một mắt liếc ông rồi. Ông rời thì chẳng có, chỉ có mỗi tôi đây, đừng để tôi đến lớp bơ vơ như rời đây. Đấy, phải bác viết lớp 3 đấy, tặng cái cô bạn này. Bây giờ thì cô bạn ấy đã là một cái bà răng rụng hết rồi, móm rồi. Đấy nhá, móm rồi. Thế thì, nhưng mà cái hồi mà bạn ấy có một cái bác đến thăm cô bạn đó, thì đúng năm ấy
cô bạn ấy lại có một cái đứa con út, út vừa tròn 8 tuổi. Đúng bằng cái tuổi mà bác viết cái bài thơ này thì mà mẹ giới thiệu rất hạnh diện. Con biết không, đây là bác Trần Đăng Khoa, nhà thơ nổi tiếng này, bạn rất thân của mẹ này. Giới thiệu đầy hãnh diện. Nhưng không ngờ cậu con trai làm luôn một câu: ai chứ bác Khoa thì con biết rồi. Và con biết sao? Bảo bác ấy chuyên làm thơ con cóc thôi. Kinh không? Bảo bác Khoa làm thơ con cóc. Thế cô bạn ấy rất bối rối, vì lần đầu tiên bạn khách quý vừa đến thăm nhà mà con bổ luôn vào mặt bác một lưỡi búa của ông tầm xét thế này thì kinh quá. Thế là bạn ấy cứ bối rối. Bác bảo không, cháu mới đúng là bạn của bác chứ không phải là mẹ cháu. Cháu mới đúng là bạn của bác. Thế bây giờ cháu hãy nói cho bác xem bác có bài thơ con cóc như thế nào. Thì các cháu biết bạn ấy nói thế nào không? Bạn bảo thế bác có biết bài thơ con cóc không? Bảo bác biết. Con cóc trong hang. Là vì cái bài thơ con cóc như thế này, có ba anh học trò đi thi đến một cái quán nước của một cô gái rất đẹp. Thế thì ba anh chàng này muốn tỏ rõ sự thông minh hơn người để gọi là để hãnh diện với cô gái đó. Thì bạn thứ nhất bảo là thôi, chúng ta sẽ làm bài thơ với con cóc. Vì nhìn thấy gầm giường của cô ấy có con cóc đang ngồi. Và đấy, thế thì một bạn, một anh đọc là con cóc trong hang. Nhưng nhìn mãi thì con cóc nó không ở trong hang nữa, nó nhảy. Thế bảo con cóc nhảy ra. Rồi lại không thấy nó nhảy nữa, anh thứ ba bảo con cóc ngồi đấy. Xong một lúc sau con cóc nó không còn ngồi đấy nữa. Anh thứ ba, anh thứ tư bảo con cóc nhảy đi. Thế nghĩa là thơ con cóc là cái gì các cháu biết không? Là nói gì, thấy gì ghi nấy. Đấy, một cách rất tự nhiên chủ nghĩa. Đấy, con cóc trong hang. Thế thì bạn em bảo đấy, bác có bài thơ y hệt con cóc từ trong hang đến khi nó nhảy ra rồi nó lại đi mất. Thế bác có còn lưu lại y hệt thế, từ xa bay đến rồi cũng lại bay đi mất. Thế thì y hệt như con cóc. Thế thì các cháu biết là bạn ấy thông minh không? Có. Thông minh cực kỳ, sắc sảo cực kỳ. Cố nhiên là bạn ấy lại quên mất một điều rằng khi con cóc ấy nó đã có cái đôi cánh của con bướm thì nó cũng không còn là con bướm nữa rồi. Nó không còn là con cóc nữa rồi. Nó đã hóa bướm rồi. Các cháu hiểu không? Đấy. Thế thì đấy, thơ ca là thế. Không phải cứ thấy gì ghi nấy đâu. Mà ngay cả cái cậu bạn 8 tuổi ấy cũng đã có những phát hiện rất sắc sảo. Đấy, thì các cháu biết như vậy. Đấy. Thì thơ ca nó là như thế. Bài thơ đầu tiên của bác là như vậy. Đấy. Thì đấy. Còn câu hỏi nữa không nào? Có một bạn nhỏ gửi cho đến mình câu hỏi như này, bác bạn. Đó là đi quan sát thực tế như thế này. Ví dụ sáng nay các bạn nhỏ đã đi được một cái một cái làng văn hóa của người tộc Mường. Thì các bạn ấy thấy rất nhiều kiến thức từ nông cụ, từ đời sống, trang phục. Và làm cách nào để lấy được cảm hứng, và làm thế nào để khơi được từ cảm hứng của chính mình với cuộc sống đó, hay là đánh thức cái tài năng của mình căn cứ vào cái thực tế cuộc sống đó để trở thành tác phẩm văn học. Bác có thể bật mí cho bạn ấy là làm cách nào để khai thác từ cuộc sống vào trong văn chương. Rất đơn giản là các cháu ạ. Bây giờ các cháu cứ bắt tay vào viết đi, rồi sẽ có cảm xúc. Ví dụ như bác chả bao giờ bác thấy có cảm xúc cả. Đấy, thế nhưng bác cứ viết. Bác cứ viết. Viết, thế là rồi cảm xúc nó sẽ đến thôi, đúng không? Chứ nếu bảo là không có cảm xúc thì không đúng. Cứ viết, rồi cảm xúc sẽ đến. Các cháu cứ thử làm thơ đi. Nhưng mà để làm thơ thì các cháu phải biết các thể thức của thơ, đúng không? Ở đây các cháu đã biết chưa nào? Các thầy các cô đã dạy chưa? Thơ lục bát thì câu nào phần hơn câu nào? Câu 6 phần 6 phần 8. Đúng rồi. Và cứ thế hết, đúng không? Thế thơ 7 chữ thì thế nào? Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Đấy, thế thì nó gần lên nhau thế nào nhỉ?
Thơ này là thơ theo thể đường luật, thơ cổ. Cụ Nguyễn Du bảo cô Kiều là vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần là vì thế đấy. Ba vần là ba câu nó vần với nhau, còn một câu để thoải mái. Đấy, bước tới đèo ngang bóng xế tà là vần à nhá. Cỏ cây chen đá lá chen hoa, tà với hoa nhá. Câu thứ nhất vần với câu thứ hai. Và lon khom dưới núi tiểu hải chú thì câu này là thả lỏng này. Và câu cuối là lác đác bên sông chợ mấy nhà, tà, hoa, nhà. Cả ba câu đó vần với nhau. Bây giờ ta lại trở lại với Tô Hữu nhá. Đấy, suốt mấy hôm dày đau tiễn đưa, trời tuôn nước mắt, đời tuôn mưa. Chiều nay con chạy về thăm bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Đấy, đưa, mưa, dừa là những câu vần với nhau. Đây gọi là bốn câu ba vần đấy. Đây là vần, thế còn cái luật bằng chắc nữa cơ. Bằng là gì, các cháu biết không? Đúng rồi, các cháu thế nó giỏi đấy. Thanh ngang và huyền thì đấy là vần bằng. Còn chắc là gì? Là tất cả các số còn lại xác như nặng, hỏi ngã, rất giỏi. Không học sinh ở đây giỏi đấy. Rất hiếm đấy, rất hiếm đấy. Bác đi nhiều rồi nhưng bác thấy là các con ở đây rất là tốt. Và đây là tôi cũng xin chúc mừng các bậc phụ huynh nhé. Thế là các bác đang gửi đúng địa chỉ đấy. Gửi vào đây là tuyệt vời đấy. Đấy là các thầy dạy thế này là rất là chuẩn, đúng không? Thế thì đặc biệt cái thể thơ này, này chữ thứ hai đã bằng thì chữ thứ sáu phải bằng, chữ thứ hai đã chắc thì chữ thứ sáu phải chắc đấy. Cho nên là bước tới nèo ngang thì bóng gì xế tà là đều chắc cả, đúng không? Chứ nếu bước tới đèo ngang bóng tà tà thì có được không? Không được. Thì một chắc một bằng thì không được, đúng không? Cỏ cây là vần gì? Vần bằng. Thanh ngang, đúng không? Chen lá, đá chen gì? Chen hoa. Đấy. Lon khom là gì? Thanh không, đúng không? Vượt dưới núi điều vài là gì? Thanh bằng, đúng không? Vài chú lát đác là gì? Là chắc. Bên sông chợ mấy nhà, chứ chợ vài nhà là hỏng, đúng không? Đấy, cho nên các cháu lật thế này các cháu biết ngay. Ai làm thơ các cháu nhìn cái nào biết ngay nè, cái ông này có biết làm thơ hay không. Đấy, và cái thể thơ này này, ngày xưa bác ta rất ngại viết. Bác chỉ viết duy nhất có một bài thôi, đó là bài bác viết năm bác học lớp 4, là bài Bác Biển Về Quê. Bác về quê bác nhìn trên bầu trời ấy, thấy như là cái biển ở trên mái nhà mình. Thế là bác chọn, bác đang mang biển từ ngoài Hòn Gai về nhà mình. Đấy. Lấp lé lửa chài sao hiện ra, mây bay lóng lánh cánh buồm xa, em mang sắc biển về quê đó, sắc biển xanh trên những mái nhà. Đấy, bác viết duy nhất có một bài rồi. Thế còn sau này bác cũng viết có một bài khác nữa. Thế nhưng bác không phải là bốn câu ba vần, mà chỉ có hai vần thôi. Ví dụ như là thấp thoáng làng xa chiều nhạt nhạt, trông ra bốn ngả núi dâng đầy, phía sau nghe vọng câu chào thoảng, quay lại em vừa lẫn giữa cây. Đấy, cái bài chiều cắt bà là như vậy. Đấy thì là nói như thế. Thế là các cháu biết hết rồi, đúng không? Còn thơ tự do, thơ tự do là nó có thể vần với nhau nhưng nó đảo lộn lung tung cả. Đấy, lung tung. Ví dụ sắc mưa, sắc mưa những con mối bay ra, như mối trẻ bay cao, mối già bay thấp, gà con rối rít tìm nơi ẩn lấp. Đấy, thấp lấp ông trời mặc áo giáp đen ra trận, muôn ngàn cây mía múa gươm, kiến
hành quân đầy đường, lá khô gió cuốn, bụi bay cuồn cuộn, cỏ gà rung tai nghe, bụi tre tần ngần ngỡ khắc, đấy, chớp rạch ngang trời, khô khóc sấm ghé xuống sân, khanh khách cười, cây dừa xải tay bơi. Có khi nó cách vài câu nó lại vào điện nhập. Đấy, các cháu hiểu không? Đấy, có rất nhiều kiểu vần. Thế còn câu trước có thể vần lên câu sau. Ví dụ tao đi học về nhà là mày chạy sổ ra, đầu tiên mày nối giết cái đuôi mình máy tít, câu trước vần lên câu sau. Đấy, đấy là như thế. Thì cái vần nó có thể đảo lộn. Đấy, tung hoành rất là tự do. Đấy là như vậy. Nhưng đã là thơ thì phải có vần. Theo bác là như vậy. Tất nhiên cũng có thể làm thơ không vần, nhưng nó có phải có giai điệu của nó. Ví dụ như là tôi về đây, thơ bác Nguyễn Đình Phi đấy. Tôi về đây bên dòng sông nhỏ, dòng sông năm xưa ven mãi mãi trôi êm đềm. Đấy, thơ bác Nguyễn Đình Phi rất hay, đúng không? Vâng. Hay là chim ở đâu về chiều nay, chim bay dọc cả bãi buồm, dưới sông mưa rơi ướt đầu em gái, dưới sông gánh nước đi lên. Đấy, để bác Nguyễn Đình Phi bác cứ viết như thế. Đấy thì là các cháu biết là nó như vậy. Thơ nó rất là thoáng đại. Đấy, rất là nhiều kiểu. Mỗi bài một kiểu. Đấy là như vậy. Thì các cháu phải nắm được như thế. Và đây là bác rất mừng là các cháu, thế là các cháu nắm rất là tốt, đúng không? Đấy, các cháu rất là tốt. Và đây nếu như các cháu mà thành lập một cái câu lạc bộ thơ nhá, thì bác Khoa sẽ sẵn sàng đến đây cùng với các cháu nhá. Đấy là một. Cái thứ hai là các cháu còn biết hay, thậm chí các cháu có thể cứ gửi cho bác, hoặc là gửi cho thầy Khoa, thầy Minh này này, nhờ các thầy góp ý cho, hoặc gửi cho bác. Bác sẽ giới thiệu cho các cháu đến mấy tờ báo, ví dụ báo Văn Nghệ, báo Thiếu Niên Tiền Phong, báo Khoa Học Trò đấy nhá, và nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Kim Đồng, để có thể in sách, in thơ, in chuyện cho các cháu. Đấy là như thế. Chúng ta sẽ thành một cái ngoắc tay với nhau nhá, để bác sẵn sàng sẽ thành một cái người trợ lực cho các cháu. Bác sẵn sàng sẽ các bạn mới biết nhiều hơn nữa. Con tên là Vũ Thư Kim, học đội tuyển câu lạc bộ tiếng Việt khối 3. Sau đây con xin đọc bài thơ Người Bạn của bác Nông Dân. Bạn của nhà Nông là con trâu quý, dáng người to lớn, khỏe mạnh vô cùng. Trâu rất chăm chỉ, cày ruộng siêng năng, làm theo chỉ dẫn, đứng cày thẳng băng. Trâu quý như vàng, được yêu, được mến, dễ thương vô cùng chú trâu đấy mà. Các cháu nhận xét thế nào nào? Nào, cháu nào đưa nhận xét bài thơ của bạn nào? Như vậy phần này chúng ta có hai phần là, một phần đầu tiên là bạn đọc thơ, sau đó là các bạn gửi nhận xét. Bài thơ có hay không? Đúng rồi ạ. Hay đúng không? Bác công nhận là bài thơ rất tốt. Rất tốt. Đấy. Thế các cháu thử đưa nhận xét xem nào. Bài thơ này nó hay ở chỗ nào? Và chỗ nào cần phải nâng cấp lên nào? Đúng là bạn của nhà Nông, đúng không? À, có một cái bài thơ này, Châu ơi ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng châu cày với ta, đúng không? Đấy. Thế rồi bác ngày xưa cũng đã có đến mấy bài về con trâu không? Đấy, con trâu đen lông mượt, cái sừng nó vênh vênh, nó cao lớn lênh khênh, chân đi như đập đất. Trâu ơi ăn cỏ vặt hay là ăn cỏ gà, đừng ăn lúa đồng ta, phải cây cày vất vả. Trâu ơi uống nước nhá, bây rồi nước mương trong, có ánh mặt trời hồng, có ánh mặt trăng tỏ, bờ mương xanh mướt cỏ của trâu đấy tha hồ. Trâu cứ chém cho no, ngày mai cày thật khỏe. Đừng lo đồng nước nẻ, ta có máy bơm rồi, khó nhọc mấy mùa thôi, sau rồi trâu được nghỉ, máy cày rồi có nhé, trâu chỉ còn vui chơi, hiểu ý rách cây mũi trâu cười, nghe cả hàng răng xuống. Đấy là bài mà con trâu đen lông mượt đấy. Bạn của nhà Nông là con trâu quý, đúng rồi, tốt rồi. Nhưng mà
dáng người to lớn, khỏe mạnh vô cùng. Thì cái ý này thì rất tốt, nhưng vần thì chưa chuẩn, đúng không? Nhưng mà Châu rất chăm chỉ, cày ruộng, siêng năng, làm theo chỉ dẫn, luống cày thẳng băng, thì chuẩn chưa? Rất chuẩn, đúng không? Nhưng mà Châu quý như vàng, đúng rồi, được yêu, được quý, dễ mến vô cùng, chú Châu đấy mà, thì chỗ này này, vần này không không chuẩn, đúng không? Thế thì cháu đoạn giữa là tốt, còn đoạn đầu, đoạn cuối, cháu về nhá, cháu sẽ chỉnh lại thêm nhá, như là bác nói hôm nay đấy, như các bạn đã góp ý đấy, nhá. Sau đó là cháu gửi lại cho bác cái bài này, nhá, hoặc gửi cho thầy Khoa, nhờ thầy Khoa góp ý thêm, thầy Khoa là giỏi lắm đấy, nhá. À, bạn là Vũ Thiên Kim, tuyệt vời, đúng không? Bài thơ rất là tốt, đúng không? Cảm ơn bác. Rồi. Bốn, con xin phép đọc bài thơ của con. Mùa thu tươi đẹp. Mùa thu đẹp nhất là khi có ánh ban mai. Trời mùa thu trong lành mà mát mẻ. Những chú chim líu lo ca hát. Ông mặt trời tỏa sáng đón chào mùa thu. Còn chúng em thì vui vẻ cắp sách đến trường. Mùa thu ơi, mùa thu. Mùa không khí trong lành. Mùa chúng em vui chơi. Yêu mãi mùa thu ơi. Tốt quá. Thưa bác Xuôi. Đây là bác Xuôi. Thơ bác Xuôi. Tản văn trên đây không phải thơ. Nhưng mà rất tốt. Đấy, chỉ cần thế là tốt rồi, đúng không? Rất đẹp, đúng không? Rồi, cảm ơn cháu nhá. Đấy, các con có thể viết thơ này. Các con có thể viết văn xuôi này. Ví dụ như là bạn là Hà Linh là bạn viết văn xuôi chứ chứ, đúng không? Văn xuôi thế là được rồi, đúng không? Không cần được cái gì là cao siêu cả đâu. Đấy, các cháu có thể tả như thế. Bác ngày xưa cũng đã từng tả về mùa thu đấy chứ. Nhưng bài Khi mùa thu sang, cùng Nguyên Khuyến nó có rất nhiều bài về mùa thu, đúng không? Bác cũng viết một bài về mùa thu. Nhưng bác viết thế này để mặt trời lặn xuống bờ ao, ngọn khói xanh lên lúng liếng, vườn sau gió chẳng đuổi nhau, lá vẫn bay vàng sân giếng. Bác thường là làm thơ là câu thứ hai vần với câu thứ tư. Xóm ngoài nhà ai ra cốm, làn sương lam mỏng rung rinh. Bạn nhỏ cưỡi trâu về ngõ, tự mình làm nên bức tranh. Rào thưa tiếng ai cười gọi, trông ra nào thấy đâu nào. Một khoảng trời trong leo lẻo, thình lình hiện lên ngôi sao. Những muốn kêu to một tiếng, thu sang rồi đấy thu sang, lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến, cõng cháu chạy nhông khắp làng. Cõng cháu không phải là ông Nguyễn Khuyến cõng cháu đâu, mà bác Khoa cõng cháu chạy nhông khắp làng, nhớ ông Nguyễn Khuyến. Đấy, và vườn sau gió chẳng đuổi nhau, lá bỗng bay vàng sân giếm. Thì câu này là từ cái gợi ý của bác Nguyễn Bính. Đấy, cành thấp cành thao cao gió đuổi nhau. Đấy, cuối vườn rụng vội chiếc mo cau, trái na mở mắt nhìn ngơ ngác, đàn kiến trường trinh tự thỏa nào. Bác Nguyễn Bính nó có câu như thế rồi. Đấy nhá, thế thì đấy là bác viết như thế. Thế bây giờ các cháu cứ viết đấy, cứ viết thoải mái, thấy sao thì mình viết vậy. Thậm chí các cháu chỉ cần tả một cái làn khói thôi, buổi chiều thôi, cũng rất đẹp rồi. Đấy, mặt trời chìm cuối đồng xa, sương đêm mờ mịt như là khói bay, đất trời cách một gan mây, và tôi cùng với luống cày tỏa hương. Đấy, thế là đã thành một bài về mùa thu rồi, đúng không? Đấy, thế cho nên là các cháu cứ thấy thế nào thì các cháu viết như vậy. Đấy, thì cái đó rất hay. Đấy, thế thôi, rất là đơn giản, đúng không? Có một bạn nhỏ ở trong hội trường ngày hôm nay, nhưng bạn rất là ngại không dám lên. Nhưng bạn có câu thơ này mà em sẽ phép đọc này ạ. Châu ơi Châu à, Châu cần nghỉ không? Làm việc mệt nhọc, cày sâu ruộng đồng. Có hay không ạ? Câu hay nhất ở đây là gì ạ? Châu cần nghỉ không? Đúng rồi. Châu ơi Châu à, Châu cần nghỉ không? Thầy Minh đứng góc độ vai trò kỹ thuật và nghe thầy Phan nói từ nãy giờ thôi, nhưng mà cái từ đó hỏi rất hay. Châu lúc này như là người bạn đúng không ạ?
Châu ơi Châu à, Châu cần nghỉ không? Tác giả là ai ạ? Tác giả đâu ạ? Tác giả của đấy còn chưa đọc lên. Đó, một cái hành động rất hay của bạn đó, quan sát Châu ơi Châu à, Châu cần nghỉ không? Làm việc mệt nhọc, cày sâu ruộng đồng. Đó, một sự quan tâm của một người bạn đối với người bạn của mình. Bài đó là chọn ven rồi đấy, chọn ven rồi. Nhưng mà bác muốn cháu là gia công thêm cái câu cày sâu ruộng đồng nhá. Đấy, câu ấy cháu có thể nâng cấp lên nữa được đấy nhá. Thế còn cả bài là được rồi, đúng không? Bài đó thế là được rồi. Bạn ấy còn hai cái khổ nữa, em sẽ bật tiếp ạ. Xem nào. Cày sâu ruộng đồng ạ, tiếp tục ạ. Châu như thiên thần, giúp dân chở lúa, chở không ngừng nghỉ, cần cù siêng năng. Châu ơi Châu à, Châu cần nghỉ không? Người dân nói thế, Châu thì nói không. Được. Nhưng mà lúc này là điểm 2-3 rồi. Người dân nói thế, còn Châu thì nói không. Nhưng mà bác vẫn đề nghị cháu nhá, có hai chữ nó trùng với nhau. Châu cần nghỉ không, rồi là Châu thì nói không. Hai chữ ấy cháu phải chỉnh đi nhá, chỉnh một chữ đấy. Đấy, thế là thành một bài thơ rất là thú vị, đúng không? Đấy. Có lẽ bây giờ chúng ta chỉ cần một trò chơi 5 phút bất qua ạ. Là mình nhìn tất cảnh làm thơ luôn. Các bạn học sinh dám thi cuộc thi này không ạ? Nhìn cảnh trái phải, 5 phút là một câu thơ nào đó. Và dám thi không ạ? Đúng mê trả sáng tác. Làm tại chỗ luôn. Hay không quan trọng, quan trọng dám làm. Ai dám đăng ký không ạ? Một bạn đăng ký, hai bạn đăng ký, ba bạn, bốn bạn, năm bạn, sáu bạn, bảy, tám, chín, ai được 10. Các bạn thơ luôn tại chỗ. Ai học là... Mùa xuân mang đến niềm vui của sao. Cái này thì được nhưng mà vần lại không đâu vào đâu. Trong mình nhớ bác vừa nói vần đấy, đúng không? Mùa thu mát mẻ, ông gió vào đêm ở trên đường, mùa nhìn lá rơi. Con tên là Phan Anh Thư, học sinh câu lạc bộ tiếng Việt khối 3. Đây con xin đọc bài thơ của con về môi trường ạ. Hành tinh xanh. Các bạn nhỏ ơi, trái đất ốm rồi, hãy cùng nhặt rác, không được lười nhé. Giúp trái đất xanh, môi trường trong lành, đồi cỏ trong xanh, vàng anh đang hót. Được, tốt quá. Cảm ơn, nhưng mà làm câu thơ rất nhanh đúng không ạ? Thầy thấy một số bạn vỗ tay rất to, con thấy vui không? Bài em vui ạ. Ok, chúc mừng con nhé. Như vậy là có hai bạn đã được đọc thơ trước nhà thơ Trần Đông Khoa. Mời con trai. Những căn biệt thự trắng đứng cạnh mấy cây xanh, chúng em chạy vòng quanh, tiếng cười vang lanh lảnh, hóa căn biệt thự xanh. Wow. Câu cuối đấy. Khá hay đúng không? Bạn đã nhìn thật. Vẽ rất nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên thầy dự trại sáng tác về văn học. Chỉ 5 phút thôi mà đã ra một bài thơ. Mà toàn bài thơ hay. Xin chào tất cả các quý vị phụ huynh, các bạn học sinh và tác giả Trần Đông Khoa. Hôm nay con xin được phép đọc bài thơ của con ạ. Hôm nay mây trắng bồng bềnh, mái tóc cô gái bềnh bồng như mây, hàng cây tươi đẹp lung linh, thấy cả người chinh phục đỉnh núi cao. Mà đỉnh núi cao lảo đảo lại nhớ trứng rán trong cái chảo đen, áo lên thức ấm đủ đầy, ngồi đây với tác giả Trần Đông Khoa. Hòa bình muôn cảnh đẹp, rừng núi và sông lô, em ngồi em tập tô bức tranh vẽ hòa bình. Tổ quốc em thật đẹp, từ Nha Trang, Hải Phòng, dù cảnh đẹp nơi đâu em cũng yêu quý cả. Wow, như vậy là cảnh về đất nước đúng không ạ? Ngồi ở hòa bình, viết về hòa bình rồi lại liên hệ những chỗ khác nữa. Để bây giờ, con tuyệt vời, cảm ơn con. Như vẫn nhiều màu sắc khác nhau. Quá hay, mời bạn lên đây với thầy. Đó. Đấy mới là trại sáng tác. Mời con. Con lớp mấy? Con giới thiệu tên vào lớp. Con tên là Phương Thảo. Con cô là của Thư Việt. Lớp 2. Xin đọc bài thơ của con. Mèo ơi mèo à, mèo đi cùng chị, bây giờ em mất, em không ở đây, chị vừa biết mấy, không ai sưởi ấm cho chị cả ngày. Wow, đây là một người bạn đúng không ạ? Mèo ơi mèo à, em không ở cùng chị đúng không ạ?
không ai sửa với chị bây giờ nữa rồi đúng không? Nhưng mà là một cái tâm sự đáng yêu ấy, rất đáng yêu đấy, đáng yêu của mình về gần như hai cư chứ ạ, đúng không? Quá hay, gần như hai cư. Nào mời con xe lên đây, đáng yêu quá. Ok, mời con, mời con giới thiệu với con nhé. Chào tất cả các bạn và các thầy cô và chào bác đến trường Đông Hoa. Hôm nay con sẽ đọc bài thơ gặp bác. Bác Khoa ơi quý lắm, thơ hay nhất trên đời, không thể ai khác nữa là bác Khoa tuyệt vời. Được rồi. Cảm ơn con. Cho thầy mượn nào, cho thầy mượn một chút nào. Cảm ơn con. Thầy xin phép được đọc lại một số bạn ở dưới nói chuyện làm thầy nghe chẳng nghe rõ gì cả. Bài thơ cái tên gọi là xin tiền bác, à quên, gặp bác. Thầy làm nhầm, thầy nhầm. Bài thơ gặp bác. Bác Khoa ơi quý lắm, thơ hay nhất trên đời, không thể ai khác nữa là bác Khoa tuyệt vời. Chữ trên đời tuyệt vời nó vần chưa? Quá hay, chúc mừng con. Con giới thiệu với con trước đi. Con tên là Lê Lan Linh, con xin phép được đọc bài thơ của mình. Buổi đi chơi thú vị, ôi sao vui biết bao. Gặp nhà thơ nổi tiếng, hiểu được về văn thơ, lại ngồi ra sáng tác một bài thơ về vườn. Ôi cái vườn nhỏ xinh, bao nhiêu là hoa lá, sát đó là cái hồ, làm tăng thêm vẻ đẹp. Wow, bạn đang mô tả cảnh là hôm nay gặp lại bác Khoa này, đúng không ạ? Nhà thơ nổi tiếng truyền cảm hứng cho mình, mà bên cạnh là một cái hồ có bao nhiêu cảnh đẹp, đúng không? Đó là một sự quan sát và một cái sự liên kết giữa câu chuyện của chúng ta với thực tế bên ngoài, rất là hay. Xin chào các thầy cô và tất cả các bạn học sinh của trường Ban Mai. Xin chào bác Trần Đăng Khoa. Sau đây con xin đọc bài thơ của con. Người bạn, em có một người bạn, đó là chú chó con, ngoan ngoãn và nghe lời, hiền lành và thông minh. Mỗi khi em về nhà luôn thấy chú chạy ra xoắn xuýt, chạy lòng vòng khi thấy em về nhà. Ôi tại sao yêu thế người bạn nhỏ của em. Quá hay, cảm ơn con. Các bạn thêm một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn con rất nhiều. Như vậy lại là tiếp tục là một câu chuyện của một người bạn của mình. Con tên là Minh Đức, lớp 534 trường tiểu học Quan Mai. Sau đây con xin đọc bài Cột Đèn. Cột đèn cạnh hai bên đường, ban đêm qua lại nhìn đường rõ ghê, ban ngày im lặng vậy thôi, ban đêm thì lại sáng trưng ngời ngời. Rồi, cảm ơn con. Bạn này lương tả cái cột đèn ý nhung bố vẽ tranh chỉ vẽ cột đèn thôi. Rất là thích những cái bài thơ của các cháu, nhiều ý nghĩ rất đặc biệt. Ví dụ như có một cái bạn viết một cái kinh cột đèn ấy, bác cũng rất thích. Ban ngày nó im lặng, còn đêm thì nó sáng. Đấy là cái anh bạn mà lấy đêm làm ngày, đúng không? Ngày thì nó ngủ, đêm thì nó thức, nó làm việc, nó làm sáng cả đất trời. Rất là hay, đúng không? Cái tứ rất hay, nhưng mà cháu chỉnh một tí nữa để cái vần điệu nó nghiêm chỉnh, đúng không? Còn tất nhiên có cái bài cũng không cần phải vần. Nếu ý nó hay chả cần vần đâu, vẫn có thể rất hay, đúng không? Đấy, bác rất thích các bài viết của các cháu. Cứ trên cơ sở như thế này nhé, các cháu viết, chăm chỉ viết. Và các cháu phải lưu tâm thế này này. Bây giờ mình phải có nhiều từ mới, đúng không? Thế thì cái từ mới nó ở đâu? Các cháu hiểu không? Nó có thể trong sách. Các cháu rất nên có một cái cuốn sổ tay văn học. Nghĩa là các cháu thấy một cái từ nào đó ai nói hay thì các cháu ghi lại cái từ mới ấy. Đấy. Ví dụ như là bác Khoa ngày xưa đấy, bác đọc ở trong cái hòn đất của bác Anh Đức ấy, có một câu rất là hay. Tả cảnh mẹ Sáu ngồi trên hang hòn đấy, xong là thấy cái đàn cò nó bay về, bay trắng trên ngọn tre. Mà bác có một câu rất hay là những con cò chớp trắng trên đầu những ngọn tre. Chớp trắng là chữ rất mới. Thế là bác học luôn cái chữ đó, bác đưa vào trong thơ của mình. Đấy, thấy trời xanh biếc mênh mông, cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Tài. Chữ chớp trắng bao nhiêu người khen bác, nhưng thực ra đấy chính là chữ của bác Anh Đức. Đấy nhá. Thế thì các cháu có thể học, các cháu đọc thơ bác Khoa, đọc thơ các bạn, các cháu có thể tóm được những cái từ nào nó hay
các cháu ghi vào trong sổ tay của mình, các cháu đọc ở trong chuyện, ví dụ như bác Nguyễn Thi đấy, bác không viết tả cái bụng của thằng Đực thế nào, các cháu biết thằng cu nó cũng ỏng qua, thế cái bụng Trang Bang chẳng hạn, thì chữ Trang Bang chữ rất mới, thế thì những chữ như thế các cháu ghi lại nhá, đấy các cháu ghi lại, thế và sau đó thì các cháu có thể đọc trong các bạn nói ra những từ nào hay các cháu cũng ghi lại, đọc vào trong sách có từ nào hay mình cũng ghi lại, thấy ở trong đời sống có chữ nào hay mà người dân nói hay đấy thì mình cũng ghi lại. Ví dụ như bác của bác Khoa đấy, bác ơi năm nay lúa tốt lắm cháu ạ, nó cứ chín tròn lông lóc ấy, thì cái hạt thóc lông lóc là chữ rất mừng, bác cũng ghi lại, cứ cái đó nó làm cho mình thêm phong phú về từ ngữ. Cho bác trên viên nó có một câu rất hay, vạt áo của nhà thơ không chứa nổi những hạt vàng mà đời rơi vãi, hãy góp những chữ của đời mà chắc lên trang. Thế thì chúng ta phải luôn luôn làm mới cái từ ngữ, làm sao thật nhiều từ. Đấy, giỏi là cái chỗ ấy thôi, rất nhiều từ, từ ấy ở đâu? Ở đời sống, ở trong sách vở. Và ta tiếp xúc với bạn bè, bạn nói được câu nào hay, ta chớp lên ngay, đúng không? Ta làm cho ta giàu có lên. Còn các cháu cứ viết như thế này, rồi các cháu sẽ nâng cấp dần lên, chỉnh về mặt giao vần, chỉnh về mặt ý tứ, đấy, về mặt tư duy, về cái cách miêu tả thì sẽ rất hay. Đấy, như thế tức là bác chúc mừng các cháu nhá, cũng chúc mừng các thầy các cô ở đây, chúng ta đã có một cái câu lạc bộ văn chương rất thú vị, và quả thật hôm nay các cháu cũng làm cho bác ngạc nhiên, vì rất nhiều bài thơ của các cháu tách ra nó hoàn toàn hoàn chỉnh đấy, đặc biệt như bài thơ 4 câu mà kể cả được cả ý, được cả tứ, được cả vần điệu nữa, rất tốt đấy nhá. Và bác chúc các cháu là luôn luôn chịu khó học, chịu khó đọc. Chúng ta thấy là tính từ này và từ lấy này là những từ cực kỳ dễ mô tả cảm xúc trong quá trình chúng ta thể hiện suy nghĩ của mình, đúng không nào? Và chắc chắn là các con cũng thấy rồi, khi chúng ta ngồi cùng với nhau để nói chuyện về một chút văn chương, ngày hôm nay thực sự là các con đã bước chân vào thế giới văn chương rồi đấy. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cảm thấy cuộc sống có thêm thú vị và đáng yêu không? Con thấy không các con? Có. À, nếu bình thường chúng ta trên con đường đi từ cổng vào trong khu nhà nghỉ hay là lên khu hội trường này, nếu các con không dừng lại để quan sát thì các con có bắt được những cái khoảnh khắc đẹp trong thiên nhiên không? Không. À không, đúng không? À có bạn nói là đây, nhưng mà nếu chúng ta đi rất là nhanh, chúng ta không để ý, chúng ta không quan sát thì liệu chúng ta có bỏ mất những khoảnh khắc đó không? À, và chúng ta như vậy là mất cơ hội cảm nhận vẻ đẹp mà xung quanh chúng ta lúc nào cũng có. Và đó chính là làm cho tâm hồn của chúng ta thêm giàu có lên rất là nhiều. Và với các thầy cô ở trong trường tiểu học Ban Mai cũng luôn luôn mong muốn mang lại cho các con những cơ hội để các con khám phá chính bản thân mình. Và ngày hôm nay các con thấy không? Tất cả những bài thơ đều là từ đâu ra? Chúng ta. À đúng rồi, từ chính các con đúng không? Như vậy là các thầy các cô cũng đang rất mong muốn từng giây phút để mang đến các con những cơ hội đó. Và tiềm năng là trong các con và do chính các con là những người khai phóng nó, đúng không? Và cô nghĩ trong ngày hôm nay, ban đầu thì cô nghĩ là nhà thơ Trần Đăng Khoa truyền cảm hứng cho các con, nhưng qua buổi quan sát thì cô cũng thấy thêm một điều cực kỳ thú vị là chính các con là những người truyền cảm hứng cho các thầy các cô, và cô tin là cũng là truyền cảm hứng cho bác Trần Đăng Khoa. Không biết là bác có đồng ý không ạ? Chuẩn hoàn toàn, cô giáo đang nói hộ bác Khoa này nhá, tuyệt vời. Vâng, như vậy là cô thấy rằng chính các con là những nhà thơ trong tương lai, là những người cảm nhận văn chương. Và bên cạnh chúng ta là còn có đồng hành chính là thầy Lương Đình Khoa mà hôm nay bác Trần Đăng Khoa có chia sẻ. Như vậy là cơ hội dành cho con rất là nhiều. Cô hy vọng rằng thời gian chúng ta dành cho nhau trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, từng giây từng phút chúng ta cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống như thế này, thì chắc chắn là tâm hồn của con sẽ trở nên trong trẻo, trở nên đáng yêu và vô cùng đẹp. Cô rất là mong chúng ta sẽ cùng nhau duy trì tất cả những cảm xúc này. Các con có đồng ý không? Có. Thứ nhất, bác rất vui
hôm nay được đến với các cháu. Cái thứ hai nữa là bác chúc mừng các thầy các cô là có những học sinh tuyệt vời, tốt thể hơn được, rất thông minh, rất năng động, và nhiều cháu tỏ ra rất nhanh trong cái việc tiếp thu và có thể nói là nâng những tác phẩm của mình lên. Và không hiểu sao tôi tin và rất tin là ở đây sẽ có những tác giả trong tương lai đấy, đấy, đấy. Cái thứ ba đó là tôi cũng chúc mừng các bậc phụ huynh, các bác, các bà, ông bà và các cháu đã có những người con, những người cháu rất ngoan, rất chăm học và năng động, tiếp thu rất nhanh. Và chúc mừng các bác có những các con như thế và có một đội ngũ các thầy các cô đồng hành với các con như thế. Thế và tôi sẵn sàng sẽ trở lại đây. Như bác đã nói với các cháu đấy, bây giờ các cháu tiếp tục làm thơ đi, xong đưa cho thầy Khoa nhé. Thầy Lương Đình Khoa sẽ thay bác Khoa đọc cho các cháu ở đây. Rồi thầy Khoa sẽ chọn những bài hay nhất của các cháu để truyền cho bác Khoa, và bác Khoa sẽ giới thiệu cái câu lạc bộ sáng tác này cho báo Thiếu Niên Tiền Phong và nhà xuất bản Kim Đồng nhá. Chọn những bài, cả bài viết của bác nữa, bác cũng sẽ giới thiệu các cháu ở đây và các bài viết của bác nhá. Trước khi chúng ta chụp ảnh, bác ơi, có một bạn nhỏ là cũng muốn nói một lời vì bạn đó cũng là một trong những đồng tác giả của món quà này. Xin mời con có thể nói qua một chút ạ. Dạ con cảm ơn bác vì đã dành chút những thời gian quý báu để chia sẻ những điều về thơ ca, văn học và đã truyền cảm hứng để chúng con có thể học tập. Sau đây chúng con xin tặng bác khung ảnh này để cảm ơn bác đã chia sẻ và nhận xét về các tác phẩm của chúng con. Chúng con chúc bác luôn mạnh khỏe, luôn lạc quan và yêu đời để tiếp tục viết thêm những bài thơ hay cho chúng con ạ. Đúng rồi, bác cho chụp một kiểu ảnh. Bác hỏi một cách rất là tò mò nhá. Cái này là cháu tự viết hay có cô giáo nào bày cho cháu không? Dạ, cháu tự viết ạ. Tuyệt vời, đúng không? Cháu đúng là một nhà diễn văn đấy nhá. Viết rất là khéo, đúng không? Rất là văn hóa, phải nói là khôn vô cùng, đúng không? Tuyệt vời. Đấy, bác không nghĩ là cháu viết được thế này. Trịnh Khánh Chi. Cuối giờ mình sẽ có thời gian đấy cho các con nhé.